thời đại 4.0 rồi mà mami của mình còn dùng chai khử khuẩn như thế này. Cái gì cũng phải tới tay mà để đứa con hiếu thảo này giúp mami một lần nữa vậy. Cái khúc này là mình lại lấy tiền của mami để giúp mami mua cái máy phun cồn tự động nè. Sắp đến Tết rồi, chạm nhau càng ít càng tốt. Đừng để chạm tay nhau một giây thôi là sưng này con không về luôn á. Cái bình này là để chứa cồn nè, khoảng 400ml à. Còn cái này là đầu phun tự động nha. Cho cồn vô bình và gắn cái đầu phun này vào là xong. Phần trên này thì có cảm ứng vân tay để bật tắt máy nha. Giờ mình sẽ đặt cái máy ở đây. Tại nhà mình hay có khách á, ai mà lỡ chơi hay gì là bắt vô sát khuẩn liền, còn không là đuổi về ngay. Ê, cái bạn kia, trốn hả? Đi vô khử khuẩn liền. Hư thật chứ. Mình thấy cái máy này dùng ở trường học, khách sạn, bệnh viện hoặc là mấy gia đình đông người là ok lắm luôn á.